Tin nóng trong ngày, xuất hiện 2 ca dương tính trên chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam về nước. Nhiều người hâm mộ đã xôn xao khi hay tin trên chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước đã có 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại thì đội bóng của nước ta đang được cách ly và sẽ tiến hành xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày 23 tháng 6. Theo bản tin của Bộ Y tế, trong số 102 ca mắc vào ngày 19 tháng 6, có 2 ca bệnh đi trên chuyến bay QH9305. Đáng chú ý, đây cũng là chuyến bay đã chở đội tuyển Việt Nam. Trên chuyến bay, đội tuyển được bố trí tại một khoang riêng, tách biệt với các nhóm hành khách khác, mặc trang bị phòng hộ trong suốt quá trình bay và cho tới khi về địa điểm cách ly tập trung. Sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng, trả hành khách, máy bay đã tiếp tục chở đội tuyển bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Toàn đội đã được bố trí cách ly tại một khách sạn ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đợt đầu tiên. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đợt xét nghiệm kế tiếp sẽ vào ngày 23 tháng 6 tới. Để duy trì thể lực, tại khách sạn cách ly, mỗi cầu thủ được bố trí một phòng, kèm theo máy chạy bộ, xe tập thể dục để duy trì thể lực và sức khỏe. Thực đơn mỗi ngày đều được bác sĩ đội tuyển kiểm tra, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng. Bữa ăn được chuyển lên từng phòng cho các thành viên. Kết thúc giai đoạn cách ly y tế tập trung, các thành viên đội tuyển sẽ tiếp tục cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cũng theo bản tin lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 46 bệnh nhân trong nước và một người nhập cảnh mắc COVID-19. Ghi nhận nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh với 33 ca nhiễm. Trong đó, 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh rất phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh và xuất hiện nhiều ổ dịch chưa rõ được nguồn lây. Số lượng ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh đã cao thứ hai cả nước, chỉ sau Bắc Giang. Bộ Y tế đánh giá đợt dịch lần này tại thành phố Hồ Chí Minh khác những lần trước khi không thể hoàn toàn truy vết được tất cả các nguồn lây. Nguyên nhân là sự xuất hiện của các chùm ca nhiễm, mầm bệnh có thể phát tán và lây lan nhanh, từ đó xảy ra tình trạng bỏ sót ca bệnh tiềm ẩn. Kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh đang có nhiều chuyển biến phức tạp, vì vậy rất mong cộng đồng của chúng ta sẽ cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh bằng cách thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế và hạn chế ra ngoài nhất có thể nếu thật sự không cần thiết, để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe kênh Sun TV để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!